Chị ơi, kinh doanh khó quá, làm mãi sao em không thấy thành công? Thật ra, mình chia sẻ với bạn, thay đổi là như thế. Thay đổi là một hành trình. Lúc ban đầu, chúng ta sẽ luôn cảm thấy háo hức bởi vì bạn đang hình dung và tưởng tượng về những kết quả tuyệt vời mà bạn sẽ nhận được. Nhưng sự thật, khi bắt tay vào làm là bạn đang ở chân núi, những điều tuyệt vời nằm ở trên đỉnh núi. Muốn săn được một tấm ảnh đẹp cùng với mây trời thì bạn buộc phải ở trên đỉnh núi. Bạn bắt đầu đi thì háo hức, nhưng vài bước bạn sẽ cảm thấy mệt. Vài vòng bạn sẽ cảm thấy ná thở và đó là lúc mà bạn cần ra quyết định, cũng giống như khi mình đi hành trình xuyên Việt. Những ngày bắt đầu mình cảm thấy cực kỳ hào hứng, buổi sáng đó mình vô cùng phấn khích, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng mà rồi trời sập tối dần, chân bắt đầu mỏi. Ở cây số thứ 20 mình đã cảm thấy cực kỳ đuối gan nhịp, và rồi tiếp tục đèn đường cũng đã tắt, đi vào những khu mà mình cảm thấy không chỉ mệt mà còn cực kỳ sợ. Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, khoảng cách đến nơi vẫn còn rất xa. Khi đó trong đầu mình chỉ có ý nghĩ ngu quá vậy Trân, tại sao lại quyết định đi bộ, tại sao lại muốn đi hành trình này, ở nhà có phải sướng hơn không, tại sao lại tự hành xác. Mình bắt đầu những công cuộc sỉ vả bản thân mình, và đó chính là chúng ta trên hành trình của sự thay đổi. Hãy nhớ luôn luôn có 3 giai đoạn: háo hức, để rồi bạn nhận ra vì lúc đó bạn không biết những thứ bạn không biết, rồi sau đó bạn biết rằng nó không dễ như bạn tưởng. Đó là lúc mọi thứ trở nên xáo trộn, mọi thứ trở nên đau đớn. Nhưng nếu ai vượt qua được giai đoạn này, để bạn có thể đi đến giai đoạn số 3, đó là bạn biết những điều mình không biết. Mình có sẵn lòng học hỏi, mình có sẵn lòng vượt qua hay không? Để đến lúc bạn biết chắc có những thứ mình biết và có những thứ mình không biết, bạn tiếp tục hành động. Và rồi ngày thứ 2, ngày thứ 3, nó vẫn đau. Nhưng đến ngày thứ 60, có người hỏi mình rằng, đi có mệt không em? Thật sự, đến ngày 60, chân mình vẫn đau, nhưng mình đã biết cách để có thể điều khiển cái cảm xúc đó. Và như người thầy của mình nói, đi bằng cái đầu, không phải đi bằng cái chân. Cho nên mọi sự khó khăn, nếu bạn tập trung vào nỗi đau sẽ lớn lên. Nhưng nếu bạn tập trung vào cái đích đến mà bạn đang hướng, bạn sẽ tìm thấy động lực và niềm vui trên hành trình. Vì hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến.